Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh mua bán ô tô của Huy Trung. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về một mẫu xe 5 chỗ dưới 100 triệu cho anh em. Một mẫu xe này phải nói là mệnh danh thì cực kỳ là bền luôn. Siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm, siêu lợi xăng nha anh em. Đấy, một mẫu xe Ford Mitsubishi nha anh em. Mitsubishi Lancer sản xuất năm 2001, máy 1.6 phun xăng điện tử. Một mẫu xe của Nhật Bản. Đấy, phải nói là nồi đồng cối đá, cực kỳ là lợi xăng. Xe thì có mâm đúc này, đấy, mâm đúc ngôi sao 5 cánh rất là đẹp nha anh em. Xe thì có nước sơn màu xanh nha anh em, xanh này là xanh rêu, đấy, xanh rêu hơi đậm một tí. Xe thì hiện tại rất là đẹp, anh em mình mua về thì chỉ có việc là đổ xăng và chạy thôi. Nội thất, ngoại thất rất là đẹp, con này thì cũng rất là bền, máy 1.6 thôi, rất là lợi xăng. Biển là biển 75 Huế nha anh em nào mua thì bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em. Còn hôm nay bên em bán mức giá thì là chỉ có 98 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc nha anh em. Đấy, 98 triệu đồng, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Mitsubishi Lancer nha anh em, xe này thì có 4 gương điện này. Đó, 4 gương chỉnh điện rồi. Âm thanh loa đài đầy đủ, có cả máy lạnh luôn. Dòng này thì được cái nó rất là bền và giữ giá nè nha anh em. Nó rất là giữ giá, nó giữ giá hơn Nubira với Lanos rất là nhiều. Tháng 12 năm 2021. Chủ xe thì vừa mới thay cái đầu lạnh mới nha anh em, vừa thay cái đầu lạnh mới, rất là lạnh luôn. Đấy. Phần trước đây thì có đèn nguyên bản theo xe và phần đèn cản này, đấy, trợ sáng rất là sáng nha anh em, phần đèn trợ sáng. Đấy. Sơn xi bên ngoài thì hầu như là bóng như gương luôn, đấy, chỉ có vài vết xước dăm dăm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà xe cỏ như thế này thì phải nói là quá xuất sắc rồi. Đấy. Sơn thì có cả ca may này, đấy, anh em thấy không, sơn này. Đấy. Anh em thấy cái nước sơn của nó không? Nhìn gần thì sơn nó sẽ rất là đẹp nha anh em. Nội ngoại thất thì rất là ok. Con này thì chỉ có 98 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Nội thất đây anh em. Nội thất đây, nội thất thì rất là sáng. Nội thất thì sáng sủa đẹp lắm. Đấy, bọc 5D hết rồi. Anh em thấy rõ không? Quá xuất sắc luôn. Chỉ điển thì vẫn còn nguyên và chưa có hiện tượng gọi là đâm đụng hoặc là ngập nước nha anh em. Nội thất bên trong đây. Ghế da thì cũng đã được bọc lại rồi, rất là sạch sẽ này, anh em có thể nhìn cận cảnh này. Đấy, rất là sạch sẽ nha anh em. Ghế da thì bọc lại rồi nhưng mà tương đối là vẫn còn tương đối là mới nha anh em. Nói chung là sạch sẽ hết. Bệ trắng bệ của nó này, có miếng nỉ lót sàn luôn. Chỉnh nấm chỉnh đèn này. Đấy. Nói chung nội thất thì rất là đẹp, anh em mình mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Đấy. Bốn cái chỉnh nấm điều hòa thì cũng còn rất là đẹp nha. Củ số đây. Số máy thì rất là ngọt ngào. Số máy thì rất là ngọt ngào, phun xăng điện tử nha anh em. Máy nhích cái là nổ thôi, rất là êm. Gương kính toàn bộ là chỉnh điện hết nha anh em. Gương kính toàn bộ là chỉnh điện hết. Nói chung chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Dòng xe này thì anh em phải, nó rất là bền, không có gì để chê nó được hết á. Nó bền lắm, đồ đạc bên trong nó rất là bền. Âm thanh loa đài đây anh em, đầy đủ hết á, không thiếu một thứ gì hết. Chưa có đĩa. Anh ơi cho em mở cái bếp ơi. Đấy, đồ đạc bên trong đây nó còn hầu như là đẹp anh em. Nói chung là đồ đạc nó được, con này cái được cái bền cực kỳ luôn. Vô lăng này, vô lăng rất đẹp. Vô lăng thì rất chi là đẹp nha anh em. Anh em nhìn này. Nói chung mượn xe không có gì để chê hết, số rất là nhẹ nhàng, côn số nhẹ nhàng hết nha anh em. Nhẹ nhàng cực kỳ. Đấy. Phanh tay rồi đây anh em nhìn này. USB đây nè, cắm vào nghe nhạc thôi nha anh em. Có màn hình thụt thò rồi nè. Có cái màn hình rồi đấy. Âm thanh loa đài thì rất là ok. Có âm thanh loa đài thì đủ hết anh em à. Ok rồi. Âm thanh loa đài thì rất là hay. Âm thanh con này hay, hay cực kỳ luôn anh em à. Rất là hay nha anh em, âm thanh rất là hay. Đấy.
Âm thanh hay cực kỳ luôn. Thấy gương kính chính điện này, trần này, trần là trần nãy này mới ken luôn, đã được bọc ni lông lại rồi, cũng giữ gìn rất là cẩn thận. Đấy, gương kính chính điện này hoạt động tốt hết nha anh em. Gương kính chính điện này hoạt động tốt hết á. Công tắc đèn cản, công tắc chỉnh gương chiếu hậu đèn anh em nhìn này. Xe nói chung là rất là ok. Dòng này con này tất rất bền thôi. Đấy, bền bỉ loại xăng, phụ tùng dễ kiếm. Dòng này của Nhật Bản nha anh em. Mitsubishi Lancer của Nhật Bản. Đấy. Màu thì cũng rất là đẹp, màu xanh. Màu xanh này rất là hợp phong thủy nha anh em. Mỹ nít đằng sau đây anh em nhìn này. Đấy, đẹp hết. 98 triệu thôi anh em, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Mở cốp lên đây. Nội thất bên trong đây. Đấy, nãy nít rồi còn nguyên hết này. Đấy, nãy là phần lốc sàn nó là nãy nha anh em, còn lại phần ghế thì nó là bọc da rồi. Còn phần tắc bi cũng được bọc da 5D rồi, cũng rất là sạch sẽ. Một con xe không có gì để phải che nó hết nha anh em. Mâm đúc đây. Giờ đây. Cốp thì cốp nãy, cốp nãy giờ ở dưới này nè. Cốp lốp sơ cua rồi đầy đủ hết nha anh. Mâm này mâm sơ cua nha, mâm sơ cua cũng là mâm đúc nha anh em. Gầm bệ dưới thì chưa có gì gọi là một mò hết. Sẽ quay dưới gầm cho anh em coi, gầm bệ đây. Chưa có một mò cho anh em. Em mới rửa ấy, nhìn nó hơi ướt ướt tí. Gầm bệ đây, chưa có một mò. Đóng xuống. Sơn xi bên ngoài thì rất là bóng bẩy. Anh em nhìn cái đuôi nó cũng rất là đẹp này. Đấy. 98 triệu thôi anh em, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Một cái giá rất hợp lý luôn. Anh em nào mà mới tập lái hoặc mới có bằng mà sợ không biết gì về xe, mua những con này về đi thì nó bền, không có gì để sửa hết. Dòng này thì cái nó bền, đi bền bỉ lắm, không có gì để hư nha anh em. Anh em nào mà sợ mua xe về mà sửa ấy, là mua những con này về. Bởi vì nó mua về nó chỉ có đi thôi, chứ nó không có gì để sửa hết á. Tóc bi, tóc rô vẫn ngồi rất là đẹp, nội thất ngoại thất đẹp hết nha anh em. 98 triệu. Đâu phải tự nhiên mà xe nó có 98 triệu anh em. Cái gì nó cũng phải có giá của nó, tiền nào của nấy thôi. Đấy, mình không có thể gì mà chê được một xe giá chỉ có 98 triệu. Bởi vì nó rất là bền nha anh em. Tại sao nó rất cao? Nó cũng là đời cùng đời với Lanos Nuvira. Mà tại sao nó cao giá hơn Lanos với Nuvira? Bởi vì nó bền. Nó bền với lại đồ đạc trong nó chắc hơn. Xe Nhật thì thường nó sẽ bền hơn xe Hàn. Xe Hàn thì thường nó sẽ đẹp hơn xe Nhật. Đấy. Kiểu nó là vậy. 201. 20 năm. Mà anh em nhìn hộp cầu chì không? Vẫn còn đẹp, nhiều xe nó lát ho một cái màu đen rồi. Cột kè hai bên thì vẫn còn nguyên. Đấy. Chưa có gì gọi là đâm đụng ngập nước nha anh em. Đấy, cột kè hai bên đây. Máy móc thì sạch sẽ, khô ráo, em ru. Máy móc đang nổ nha em. Máy của nó là vậy đó, rất là gọn gàng. Phun xăng điện tử thì cũng rất là xăng nha anh em. Máy 1.6 phun xăng điện tử thì rất là xăng. Đấy, bền bỉ cực kỳ luôn. Không biết có gì để hư luôn. Đấy. Nói chung là xe ok hết. Anh em mua về để cứ việc sử dụng đi ngay thôi. Đấy. Mitsubishi Lancer nha anh em. Đấy, Mitsubishi Lancer 201 số sàn. Có khóa mốt đầy đủ hết, âm thanh loa đài đầy đủ. Một cái màu sơ rất đẹp, sơn xi bên ngoài thì anh em không phải làm gì thêm này. Nội thất cũng làm gì thêm này. Đấy. Thôi tắt máy đi, được rồi đó. 98 triệu thôi nha anh em. Anh em nào cần liên hệ số điện thoại 0905 356 663 0935 146262. Xem xe tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam nha anh em. 98 triệu thôi, một mẫu xe này anh em mua về chở vợ con đi gia đình thì ok, phải bài luôn. Gương kính chính điện tốt này, máy lạnh có này, trợ lực có đầy đủ. Một mẫu xe rất là bền, mua về chỉ có việc là đi chứ không làm gì thêm. Bền lắm, bền cực kỳ luôn. 98 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì alo em. 0935146262, 0905356663. Xem xe tại huyện Đà Lộc, tỉnh Quảng Nam. Con xe này thì nó zin nguyên hết á, chưa có gì gọi là đổ điếc gì hết nha anh em. Bởi vì nó bền lắm. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.